Kính chào quý vị thân mến, tướng mạo con người là biểu hiện không những số mệnh, cuộc đời mà còn biểu hiện cả sức khỏe của chính họ. Nếu nghe âm thanh có thể đoán được xuất thân của một ai đó, thì nhìn khí sắc có thể đoán được tình trạng sức khỏe cũng như là phúc, họa, cát, hung. Từ màu sắc, đặc điểm khác nhau của các vị trí trên mặt cũng có thể chẩn đoán tình trạng tuổi thọ của con người. Sau đây là những dấu hiệu nhận biết những vấn đề về sức khỏe qua tướng mạo mỗi người. Quý vị hãy cùng chiêm nghiệm nhé! Dấu hiệu nhận biết tuổi thọ của con người. Theo đệ nhất danh y sắc trần Trung Quốc, giáo sư Vương Hồng Mô cho biết, khí sắc của con người chỉ có 10% do trời sinh, 90% còn lại đều có thể thay đổi vì nhiều yếu tố. Theo giáo sư Vương, các màu sắc bất thường xuất hiện trên mặt phần lớn đều là dấu hiệu báo trước bệnh tật. Sắc mặt xanh. Trung y cho rằng gan là cơ quan phản ánh tâm tình của con người. Do đó, những người có sắc xanh trên mặt đa số đều nóng nảy, dễ cáu, cần đề phòng các chứng bệnh về gan. Màu sắc xanh tím trên mặt rất có thể là dấu hiệu của việc máu bị ứ đọng, thiếu dưỡng khí, dễ sinh ra cảm giác đau nhức hoặc nguy cơ đột tử bất ngờ. Sắc mặt trắng. Người có sắc mặt trắng chủ yếu bắt nguồn từ nguyên nhân thiếu máu. Nếu đi kèm với các dấu hiệu như mất sức, da nhiều mồ hôi, đây là biểu hiện của chứng máu hư, khí hư. Sắc mặt đen. Toàn bộ gương mặt chuyển sang màu đen là dấu hiệu nghiêm trọng báo trước các chứng bệnh mãn tính về thận. Kèm với đó là các biểu hiện như đầu gối bùn rùn, khả năng tình dục suy giảm, bài tiết nước tiểu thất thường. Sắc mặt quá vàng. Sắc vàng quá độ báo trước tình trạng không ổn định của tỳ vị, cùng với đó là những dấu hiệu như ăn không ngon, dễ chướng bụng, đi tả thường xuyên, đại tiện loãng. Nếu bỏ qua các dấu hiệu này, cơ thể của chúng ta dễ xuất hiện các tình trạng béo giả hoặc bệnh vàng da. Sắc mặt quá đỏ. Sắc đỏ quá nhiều trên gương mặt dễ bị hiểu thành hồng hào, khiến nhiều người lầm tưởng mình có tình trạng sức khỏe tốt. Kỳ thực, những người có dấu hiệu này nên cảnh giác với các chứng bệnh về tim, chứng nóng trong, bệnh thương hàn và lao phổi. Bệnh của ngũ tạng phản ánh qua sắc mặt. Từ màu sắc khác nhau của các vị trí trên mặt, giáo sư Vương cũng có thể chẩn đoán bệnh cho các cơ quan trong cơ thể. Bệnh về gan, xem màu sống mũi. Sống mũi ửng đỏ là biểu hiện của gan nóng. Vị trí này xuất hiện màu đen xanh lại là dấu hiệu của những căn bệnh nguy hiểm như xơ cứng gan hay ung thư gan. Bệnh về tim. Xem màu sắc giữa hai mắt. Màu sắc giữa hai mắt quá đỏ báo trước tình trạng tim nóng, dễ xuất hiện các biểu hiện như phiền muộn, bực dọc, thần kinh không ổn định. Giữa hai mắt xuất hiện màu xanh tím là biểu hiện của máu ứ đọng hoặc các bệnh về động mạch vành. Bệnh về phổi. Xem màu sắc giữa hai chân mày. Khoảng cách giữa hai chân mày được gọi là ấn đường. Vị trí này xuất hiện màu đen đồng nghĩa với cơ thể đang mắc những căn bệnh nguy hiểm. Màu đỏ là phổi nóng, màu trắng bệch là máu hư, khí hư, màu xanh là máu bị ứ đọng. Bệnh về dạ dày. Xem màu cánh mũi. Cánh mũi có màu trắng báo trước tình trạng rối loạn tiêu hóa, đi kèm với các triệu chứng như chán ăn, đầy hơi. Trong khi đó, màu đỏ nhạt lại phản ánh tình trạng bất ổn của nước bọt, gây ra các vấn đề như khô miệng, nứt môi, phân khô. Nếu cánh mũi xuất hiện màu quá đỏ, đồng nghĩa với việc dạ dày bị nóng, xuất hiện tình trạng hôi miệng, lợi sưng đau. Bệnh về mật, tuyến tụy. Xem màu hai bên sống mũi. Màu sắc của mặt bên phải sống mũi có liên quan trực tiếp tới tình trạng của mật. Vị trí này xuất hiện màu đỏ là dấu hiệu của chứng nóng trong, dễ đi kèm triệu chứng buồn nôn, nôn mửa. Màu đen, xám nâu lại là biểu hiện của bệnh giun đũa. Trong khi đó, tình trạng của tuyến tụy lại được phản ánh thông qua màu sắc của mặt bên trái sống mũi. Vị trí này có màu tái nhợt là do tuyến tụy bị hư hàn. Bệnh về lá lách. Xem màu chóp mũi. Chóp mũi đỏ là dấu hiệu của tỳ vị phát nhiệt hoặc bệnh tiểu đường. Chóp mũi trắng bệch phản ánh tình trạng khí hư,
Màu xanh là biểu hiện của máu ứ đọng, khí trệ. Bệnh về thận, xem màu má. Nếu hai má sáng sủa, láng mịn là biểu hiện bình thường. Ngược lại, má xuất hiện màu đỏ lại là dấu hiệu của bệnh nặng. Ngoài những dấu hiệu nêu trên, thì 9 đặc điểm sau cũng có thể nhận định được tuổi thọ con người. Thứ nhất, người có gương mặt trẻ trung. Các nhà khoa học Đan Mạch đã phát hiện ra rằng những người có gương mặt trẻ hơn tuổi tác thường sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn những người cùng tuổi. Giáo sư Carl Christensen của Đại học Nam Đan Mạch đã hướng dẫn một nhóm nghiên cứu chọn 1.826 cặp song sinh trên 70 tuổi, tiến hành quan sát trong 7 năm. Trong 675 người đã qua đời, nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân tích tuổi tác, giới, môi trường sống và các yếu tố phát sinh trên thực tế của họ. Trong một cặp song sinh, người nào có gương mặt càng già thì khả năng mất sớm càng cao. Để biết tuổi thọ của một người, có thể quan sát gương mặt của họ. Bởi những người có cuộc sống vất vả thì càng có khả năng mất sớm, mà sự khắc khổ, mệt mỏi trong cuộc sống thường được thể hiện rất rõ trên gương mặt. Thứ hai, tai to và dày, lông mày dài và dày. Giáo sư Dương Lực, Viện Khoa học Trung Quốc cho biết, thận là gốc rễ của ngũ tạng. Thận chủ xương, chủ bì mao, gồm có lông, tóc, móng. Tình trạng của thận được thể hiện rõ rệt nhất qua tai. Nếu tai của một người hồng hào và dày, đôi tai rộng, tóc dày và đen, lông mày cũng đen và dài. Ở một phương diện nhất định, có thể nói tình trạng thận khá tốt, cơ thể khỏe mạnh hơn. Nếu tai của một người nhỏ và co lại, rụng tóc nghiêm trọng, điều đó có nghĩa là thận đang gặp vấn đề, nên chú ý bồi bổ nhiều hơn. Thứ ba, trán đầy, cằm hơi hướng lên. Thiên đỉnh no đủ, địa các tròn đầy. Câu này thường dùng để miêu tả những người có tướng mạo phú quý. Điều này dựa trên lý luận của Đông y, muốn chỉ trán đầy, khoảng cách giữa hai lông mày nhỏ, xương hàm phát triển, cằm hơi hướng về phía trước. Nếu một người có ấn đường rõ rệt, làn da trắng sáng hồng hào, điều này chứng minh người này có tim, phổi tốt, máu lưu thông tốt, tuổi thọ khá dài. Nếu như sắc da vàng vọt, nhợt nhạt, điều đó thể hiện dưỡng khí trong phổi không đủ. Thứ tư, xương chẩm đầy đặn. Trong cấu tạo bộ xương của con người, hộp sọ là phức tạp nhất. Xương chẩm nằm phần dưới của hộp sọ. Trong cuốn Thái Ất Thần Kinh có viết về xương chẩm. Người có xương chẩm phát triển thì tuổi thọ dài. Xét trên toàn bộ vùng đầu, khuôn mặt vuông và đỉnh đầu tròn cho thấy phổi hoạt động tốt, có khả năng tuổi thọ sẽ cao hơn. Thứ năm, eo nhỏ. Từ lâu, vòng eo được xem là thước đo quan trọng tuổi thọ một người. Câu vòng bụng càng dài, vòng đời càng ngắn là có cơ sở khoa học. Vòng eo liên quan trực tiếp đến tình trạng tích mỡ nội tạng trong cơ thể. Sự tích mỡ này có thể dẫn đến bệnh tật. Vòng eo và bụng tập trung các cơ quan trọng yếu như thận, tuyến tụy, gan. Nếu nơi này tích tụ quá nhiều mỡ, sẽ phá hủy hệ thống tuyến tụy, làm tăng nguy cơ cao huyết áp, rối loạn lipid máu, gan nhiễm mỡ, tiểu đường và các bệnh khác. Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Thế giới khuyến cáo, khi vòng eo tăng thêm 1 inch, tức 2,54cm, thì tỷ lệ mắc bệnh ung thư sẽ tăng lên 8 lần. Thứ 6, trên cơ thể có nhiều nốt ruồi. Rất nhiều người lo lắng về những nốt ruồi trên cơ thể họ. Nghiên cứu của bác sĩ da liễu Veronica Bataille tại trường cao đẳng King's College của Anh Quốc đã phát hiện ra rằng những người có nhiều nốt ruồi thì tỷ lệ mắc bệnh đau tim, loãng xương và một số các bệnh khác thấp hơn những người cùng độ tuổi. Nghiên cứu phát hiện, so sánh giữa những người có trên 100 nốt ruồi và những người có ít hơn 25 nốt ruồi, thì người càng có nhiều nốt ruồi có thể sống lâu hơn từ 6 tới 7 năm. Tuy nhiên, trưởng khoa phẫu thuật chỉnh hình ông Long Kiếm Hồng của Đại học Trung Nam Học viện Y Tương Nhã cho biết, hầu hết rất nhiều người đều có hàng chục nốt ruồi đen trên cơ thể. Nếu trong thời gian ngắn, số lượng nốt ruồi tăng đột biến, sắc tố không đều, rụng lông, đau ngứa, chảy máu, thì nên đặc biệt chú ý. Nốt ruồi đen mọc ở bàn chân, trước ngực, cổ, thắt lưng, do thường xuyên bị cọ sát nên dễ dẫn tới các biến chứng ác tính. Nếu có thể thì nên cắt bỏ để ngăn chặn. Thứ 7. Người càng cao,
càng dễ bị ung thư. Một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện Karolinska Thụy Điển cho thấy người càng cao càng có nhiều rủi ro ung thư. Nghiên cứu được thực hiện trong thời gian 50 năm với số lượng người được nghiên cứu là 5 triệu người. Kết quả cho thấy chiều cao và tỷ lệ ung thư có liên quan với nhau. Trung bình cứ mỗi 10cm cao hơn sẽ mang lại rủi ro ung thư cao hơn 18% ở phụ nữ và 11% ở nam giới. Nguyên nhân được xác định do cơ thể người cao có nhiều nhân tố, hormone tăng trưởng lúc trẻ đã kích thích phát triển các tế bào ung thư. Tuy nhiên, có nhiều phương pháp làm giảm nguy cơ ung thư như không hút thuốc, uống rượu bia điều độ, có cân nặng khỏe khoắn và luôn vận động thể chất. Thứ 8. Bàn tay và bàn chân dày. Tứ chi cũng phản ánh tình trạng sức khỏe của chúng ta, có thể dự báo được về tuổi thọ. Nếu có bàn tay, bàn chân đầy đặn, sáng bóng, hồng hào, điều đó biểu thị chức năng của thận, phổi, lá lách, nền tảng sức khỏe tốt, sức đề kháng cao. Những người có eo thon, vai rộng thì khỏe mạnh hơn những người yếu ớt. Thứ 9. Người có tướng mạo đẹp. Những người đàn ông có tướng mạo đẹp càng có sức hấp dẫn với phụ nữ. Điều này cũng có nghĩa người đó có một sức khỏe tốt. Một người đàn ông có gương mặt đẹp và hình thể hoàn hảo là dấu hiệu cho việc có nhiều kháng thể hơn. Điều này có tác dụng tăng sức miễn dịch. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nói rằng một người phụ nữ có ngoại hình đẹp không có nghĩa là họ có một sức đề kháng tốt, nhưng nó có quan hệ mật thiết với khả năng sinh sản. Bởi vì lượng chất béo trong cơ thể những người phụ nữ có ngoại hình đẹp là vừa phải, nồng độ cortisol trong máu thấp, khả năng sinh sản cao. Ngoại trừ các yếu tố về diện mạo, tuổi thọ còn có liên quan tới mức độ nhạy cảm của các cơ quan trong cơ thể, ví dụ như khứu giác, vị giác, thính giác, thị giác. Sự nhạy bén của các cơ quan này cũng phản ánh tình trạng tốt xấu của cơ thể. Tinh thần thể lực tốt là biểu hiện của những người sống thọ. Đồng thời, nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng ngoại hình không quyết định tuổi thọ một cách tuyệt đối. Chỉ có thể nói những đặc điểm bẩm sinh vốn sẽ chiếm ưu thế cao hơn. Có nhiều khi, thói quen sinh hoạt điều độ còn quan trọng hơn các yếu tố bẩm sinh trong việc quyết định tuổi thọ.